một ngôi nhà thứ hai nâng tầm phong cách. Một sản phẩm đầu tư mang giá trị gia tăng vững bền. Nova World Hồ Tràm, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí giữa lòng thiên nhiên. Cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Nova World Hồ Tràm tọa lạc tại xã Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trái tim du lịch biển của khu vực Đông Nam Bộ. Nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày, nhờ chính sách phát triển hạ tầng giao thông và đầu tư du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối 13 tỉnh miền Tây với Vũng Tàu đã hoàn thiện hơn 70%. Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khánh thành năm 2025 là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất lên đến 100 triệu lượt khách một năm, sẽ góp phần đưa ngành du lịch khu vực phát triển thần tốc. Sở hữu hơn 300 ngày nắng cùng 30 km đường bờ biển và khu rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên vẹn, vẻ đẹp tinh khiết và thơ mộng của rừng, biển chính là nguồn cảm hứng bất tận kiến tạo nên Nova World Hồ Tràm. Với 1.000 hecta gồm hơn 10 phân kỳ, trong đó phân kỳ đầu tiên The Tropicana gồm nhiều sản phẩm như nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng đơn lập, song lập đều được thiết kế theo phong cách kiến trúc miền nhiệt đới. Cảnh quan thiên nhiên xanh mát, ánh sáng tự nhiên tràn ngập, mang lại nguồn năng lượng trong lành cho những ngôi nhà second home tại Nova World Hồ Tràm. Chuỗi tiện ích đa dạng và đẳng cấp là điểm nhấn quan trọng tại tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất Bà Rịa Vũng Tàu. Bao gồm khu safari, công viên hoang dã quy mô lớn tại miền Nam Việt Nam, hồ bơi nước mặn, kênh đua thuyền kayak, nông trại organic, quảng trường biển, khu phức hợp thể thao, bến du thuyền, dọc theo trục đường chính, chuỗi shop house đắt giá sẽ sớm mang lại sự sôi động, sầm uất cho toàn khu, góp phần gia tăng giá trị các second home. Hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, resort tại Nova World Hồ Tràm cũng được kỳ vọng đưa nơi đây trở thành thành phố du lịch mới. Liên kề dự án, lá phổi xanh rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu có thảm thực vật phong phú, cảnh quan đa dạng và khoảng 43 km sông, hồ, suối, nước chảy quanh năm. Đặc biệt, hiện hữu giữa rừng là suối khoáng nóng với nhiệt độ từ 60 đến 800 độ C, phục vụ cho du lịch trải nghiệm, chữa bệnh. Một điểm đặc biệt của du lịch Hồ Tràm là du khách có thể thưởng thức các món ăn hải sản tươi sống, đa dạng, được đánh bắt trong ngày. Sở hữu ngôi nhà thứ hai bên bờ biển thơ mộng, nhưng không quá xa các thành phố lớn, đang là xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Second Home Nova World Hồ Tràm chính là điểm đầu tư thời thượng, đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Đây vừa là điểm đến tuyệt vời cho cả gia đình mỗi cuối tuần, vừa là tài sản sinh lợi, từ cho thuê lẫn giá trị gia tăng lâu dài cho nhiều thế hệ. Thì cuối tuần thì mình chạy ra ngoài đó, mình hít thở một cái không khí trong lành, căng đầy bụng hỏi rồi chạy về làm việc tiếp tục, về cuối tuần sau tiếp tục đi ra. Cái bất động sản nghỉ dưỡng nó có giá trị và nó có cái tiềm năng, cái Hồ Tràm, cái vị trí mà rất là đắc địa, cái bãi biển của nó rất sạch và rất đẹp. Thoát ra những bộn bề phố thị, Nova World Hồ Tràm là nơi bạn có thể đắm mình trong thanh âm của thiên nhiên hoang sơ và tiếng sóng vỗ rì rào, là nơi để trải nghiệm hương vị cỏ cây đồng nội và đón nguồn năng lượng tươi mới. Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Hồ Tràm cũng sẽ góp phần đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp của khu vực phía Nam, tạo nên chốn nghỉ dưỡng giải trí thiên đường và giá trị đầu tư bền vững cùng với thời gian. Nova World Hồ Tràm, một sản phẩm được phát triển bởi tập đoàn Novaland.